Của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Như vậy video của mình kết thúc ở đây như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc đây nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Như vậy video của mình kết thúc tại lãnh đạo cũng dưới tầm tâm thần người đang bỏ bệnh, người khác cũng bàn tay.
tán lung tung, anh này phải trong được công tiên sai, bị tẩu hỏa nhập ma, tôi đã giảm dần chuẩn mực đạo đức đã bẻ ngón rồi. Vào thời thập niên 50, 60 thì điều này không đáng kể, rất bình thường, không đáng kể. Như vậy video của mình kết thúc đi nhé mẹ. Tôi đã giảm chuẩn mực đạo đức của nhân loại đã đến đòi nhiều đến đâu. Xin chào các bạn nha, mình sẽ làm tập 2 nha các bạn. Như vậy video của mình kết thúc đây nha các bạn.